Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã cho biết quan điểm này tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức tại Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh, G20 là diễn đàn chính về hợp tác kinh tế quốc tế, quy tụ các nền kinh tế chủ yếu trên thế giới. Nga là một thành viên quan trọng và không thành viên nào có quyền khai trừ tư cách thành viên của các nước khác. Theo người phát ngôn, cuộc chiến chống COVID-19 toàn cầu hiện đang ở giai đoạn then chốt. Sự phục hồi kinh tế thế giới còn yếu, sự bất ổn và không chắc chắn đang gia tăng. Trong bối cảnh đó, G20 có trách nhiệm quan trọng trong việc lãnh đạo cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu, hoàn thiện quản trị kinh tế toàn cầu và thúc đẩy sự phục hồi ổn định của nền kinh tế thế giới. Ông khẳng định, Trung Quốc ủng hộ Indonesia, chủ tịch luân phiên của tổ chức này, thúc đẩy hợp tác G20 trên các lĩnh vực theo chương trình nghị sự đã thiết lập với chủ đề phục hồi cùng nhau, phục hồi mạnh mẽ hơn. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho hay, Mỹ và đồng minh đang đánh giá liệu Nga có nên tiếp tục là thành viên G20 sau chiến dịch quân sự ở Ukraine hay không. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh, nỗ lực loại Nga khỏi G20 sẽ bị nhiều nền kinh tế trong nhóm phủ quyết, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và những nước khác. Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Jakarta cho biết, Tổng thống Nga Putin dự định tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 do Indonesia tổ chức vào cuối năm nay.